Xin chào anh em là Tú. Hôm nay em Tú sẽ trên tay cho anh em một mẫu mà bên em mới nhập về. Thì mẫu này là một mẫu đã qua sử dụng anh em nhé. Là mẫu thuộc của thương hiệu Oris. Thì Oris thì anh em đã biết được là trước này thương hiệu này chỉ sản xuất đồng hồ cơ, và cùng với đó là thương hiệu cũng như phân khúc của thương hiệu này cũng khá là cao, cao hơn Tissot, Mido. Thì ở đây em đã có chuẩn bị là đầy đủ là hồ sổ chiếc đồng hồ này, cùng với đó là các mắt thừa của chiếc đồng hồ này. Chiếc này là full mắt anh em nhé, full mắt và còn rất là nhiều mắt đây. Chúng là cổ tay với cân đáy dây, thì cổ tay anh em cực kỳ to thì cũng có thể đeo được chiếc đồng hồ này. Ok, em sẽ để sang một bên và cùng trên tay cho anh em chiếc Oris siêu đẹp này nhá. Chiếc này của em sẽ thuộc dòng là Oris Big Crown, và đây là một mẫu tái bản của dòng sản phẩm Big Crown từ ngày xưa. Thì em này được tái bản lại thì nó sẽ mang đến những cái led rất là cổ điển cũng như là vintage cho anh em. Ví dụ như là mặt kính sẽ là mặt kính Mica, và nó sẽ là mặt kính lồi. Cùng với đó là bộ kim cũng được làm rất là đẹp, và cọc số Ả Rập cùng với các cọc số vạch được gắn trên lồi trên mặt số này cũng làm cho cái mặt số này cũng rất là bắt mắt. Cùng với đó là ô lịch ngày ở góc ngoài bên ngoài này. Đó, mà chúng ta sẽ có một cái kim hình mặt trăng được sơn màu đỏ ở đầu kim để chỉ ngày. Đó, hiện tại kim đang chỉ là ngày 27 anh em nhé. Đó, và cái anh thấy được là cái vòng bên trong này được kẻ rất là nhiều đường vân ở bên trong này, cực kỳ là tinh xảo luôn. Đó, cùng với đó là các chấm đây là chấm dạ quang anh em nhé. Đó, một chiếc đồng hồ mà có mặt được làm rất là nhiều lớp như là nhiều chi tiết như này thì một cái mặt thực sự là rất là khó để làm, nhưng mà Oris họ đã làm được cái bộ cái mặt này rất là đẹp. Đó, chúng ta sẽ có đến với phần liềng em thấy được là sẽ là liềng hình xoắn ốc ở đây đó, rất là đẹp. Và cái này trước này sẽ được mạ vàng em nhé, mạ vàng PVD. Thì em này độ lớp mạ này cũng khá là bền màu, anh em tránh những cái hóa chất tẩy rửa ra thì cái lớp mạ này nó sẽ sáng mãi thôi. Đó, thân sẽ là thân thép không gỉ, và chúng ta sẽ có là size là 40mm, phù hợp với những anh em là cổ tay tầm dưới 16.5. Đó, độ dày cũng khá là ok, độ dày tính cả mặt kính thì sẽ rơi khoảng tầm 10-11mm gì đó. Đó, đây là phần luống chiếc đồng này. Thì chiếc này thì anh em cứ vặn là lên con tay. Đó, và rút ra một lớp sẽ là chỉnh lịch. Đó, anh em nhìn kim chỉ ngày nó nhảy nhá. Đó, và rút ra lớp thứ hai sẽ là chỉnh giờ. Bộ kim được làm rất là đẹp, cùng với đó là các dạ quang ở trên kim này là để tạo điểm nhấn trên bộ kim. Bộ dây được trang bị trên chiếc đồng hồ này là bộ dây thép không gỉ được đánh bóng, cũng như là ba chỉ ở đây sẽ được mạ PVD, và cái mọt chỉ này, cái bộ dây này cũng rất là đẹp. Đó, đây là khóa của chiếc đồng hồ này, khóa sẽ là bấm gập một bên và anh em sẽ bấm theo cái nút này để mở khóa. Đó, mặt trong khóa này là bằng thép đặc, và chúng ta sẽ có các đường vạch xước bên trong. Đó, em này sử dụng bộ máy tiêu chuẩn của Oris, thì là một bộ máy với 26 chân kính, tần số tự động là 28.800, và thời gian tích cóp bộ máy này là 38 tiếng anh em nhé. Ở bên ngoài anh em thấy được là chúng ta sẽ có là mã máy, số series này, dòng sản phẩm Oris này. Đó, Oris thì đặc trưng của hãng này là bộ máy được củ văng được rotor này, củ văng rotor này được xem là sơn đỏ. Đó, đặc trưng của Oris. Ok, thì em sẽ lên tay thử cho anh em chiếc đồng hồ này nhé. Một chiếc đồng hồ cũng khá là đẹp. Đó, cổ tay em là cổ tay 15.8, khi mà đeo cả găng này thì nó sẽ rơi khoảng tầm 16. Thì trên tay anh em nào cổ tay như em hoặc to hơn thì đeo sẽ đẹp hơn. Đó, một chiếc đồng hồ rất là đẹp. Ok, thì bên em đang bán chiếc này là một chiếc hàng đã qua sử dụng, tình trạng còn rất mới. Thì bên em đang bán mức giá là tốt cho anh em là loanh quanh 18 triệu. Anh em quan tâm chiếc đồng hồ này của em thì có thể qua trực tiếp xong để lên tay, cũng như để lại tin nhắn cho em để em có thể tư vấn trực tiếp cho anh em nhé. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Em xin chào, gặp lại anh em.